Ui, sao mình cảm giác như mình kiểu mình nhặt đống từ đống rác lên khẩu súng vậy? Ok, phép cho con mình là Linh đây. Rồi, theo nhiều yêu cầu của anh em thì hôm nay chúng ta sẽ đến với trải nghiệm bộ vũ khí. Nó là Warzone thì cái gì ấy, nó cơ bản là sẽ anh em sẽ sở hữu ở trong chế độ giải cứu thế giới nhá. Thì cũng là trong những vũ khí free mà nhưng mà mình phải nói thật với anh em là nó sẽ gây rất là gây thất vọng, bởi vì theo một số thông tin thì anh em so sánh ấy thì nó chẳng khác gì cái bản GP đâu. Nên là thôi, nói chung là nhưng mà được cái dao bầu nhá, cái dao bầu này sẽ có khí. Em nghe cái quả chém xem. Đó. Nghe đánh phết. Ủa ơi. Ủa cái này còn hơn cả máy cày. Ê ê. Ô, mình xịt. Trời ơi gì đây. Trời ơi đúng rồi máy cày luôn. Bác cái này được. Tại sao nó còn khắm lọ hơn cả cái khẩu mini mini gatling ấy. Ba. Đây. Nghe nó ngứa đít thật. Không sao. Không sao, không sao anh em ạ. Thôi, cái gì cũng phải quen thôi. Các bạn là bộ combo này thì anh em rất đáng sở hữu để cho nó chật kho đồ. Từ từ, làm sao để bắt được cái thằng này. Mày chạy. Ngon, anh em sẽ được quên like của mình nhé. Đấy, nghe cái âm thanh của nó đã thấy muốn bắn rồi. Ok. Trời ơi, thơm quá cơ. Dòng này có cái đặc trưng là cái âm thanh của nó nghe hơi hơi ảo nhỉ. Nhưng mà được cái nó mình cảm em sát à đúng rồi. Cái lực lực ATK bây giờ nó cao rồi mà sao bắn khỏe thế? Ok. Ui dồi. Cái tốc độ xả đạn của nó cực chậm luôn. Không thể tưởng tượng. Cái này có quả bom không nhỉ? Mình không nhớ là có quả bom cái gì đấy? Gurion không nhưng mà gua nhưng mà hôm nay mình lại cầm quả bom gua nữa. Nếu anh em mà bảo có quả bom có cùng cái bộ combo này thì bảo mình nhé. Hơi cho một thằng hai thằng. Ok trời ơi cần hết à đấy. Ok. Chà. Ui! Ngu rồi. Khó chịu mình lao đầu vào cho con. Mình không để ý là mình hết máu. Mà để xem được cái gì. Mang người cái ngu là cái ngu nào thật đấy. Rồi. Trời ơi. Mình nghĩ trong cái dòng súng máy thì cái dòng M249 là cái dòng xả đạn chậm nhất con. Thật sự luôn. Ui nhưng mà nó khỏe hết. Ôi đúng rồi. Chim mấy máu. Mày trời ơi cái trò mèo à. Bắn chậm lắm. Chạy anh em ơi chạy. Ok. Cái dao bầu Sida mà cũng cần chiến được nhiều phết anh em ạ, đừng đùa. Ủa hết đạn à? Thay đạn hơi chậm nhỉ. Kể ra cái dòng M249 mà có dòng VIP ấy cũng hay đấy. Bởi vì cái dòng này bắn thú vị mà. Ui. Ui. Chạy. Giết. Cái này bá chủ đây rồi. Bắn có trăm máu rồi anh em ạ. Ôi. Cho bố bắt tao đi. Ôi mẹ nó lên được kìa. Ui dồi ôi. Hay phết, nói chung là cái bộ này combo này nghịch vui này. Cái dao bầu nó chém hay. May được cái gỡ gạc lại. Cái chiến ai? Dồi cái đó nè. Ủa. Chủ nó đông lắm. Mà cái dao này bắn mắc giật. Giật tung phở luôn. Đội nó thấy mình không? Nó thằng đấy đã thấy mình rồi đấy. Giờ ra cái là nó bẻ răng mình ngay. Đây, mình ấn tượng mỗi cái này thôi. Đấy, nghe quả chém ấy. Thực ra nó sẽ chém, chả chém khác gì cái dao bầu thường đâu. Nhưng mà được cái nghe nó lạ tai thôi. Đấy.
Ưu điểm của dòng này nó sẽ có âm thanh khác thôi. Vậy vậy là hết rồi. Chúng ta có chú quỷ ở đây này. Chính xác rồi. Vậy sẽ để xem con lăn liếm con nào. Giáp bộ này chém hơi chậm nhưng mà thực sự được là cái này đi đánh solo ảo phết đấy em nhé. Giáp bộ một trong những loại vũ khí mà solo cực kỳ là mạnh. Ui. Ui. Mày, mày, chạy, 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 chạy. Bẻ răng hết. Ui, thằng kia, thằng này nát chắc rồi. Chạy đi bạn ơi. Ui, nhìn nó đuổi nhờ. Ok. Ôi, một thằng. Chúng nó đuổi nhau sợ vậy. Rồi anh em thấy hay đừng quên like của mình và muốn clip tới. Anh em muốn mình trải nghiệm vũ khí gì đừng quên comment bên dưới. Và được ở đây thì mình sẽ chịu khó làm những cái clip thực tế hoặc là ẩm thực cho anh em. Bởi vì mình nghĩ là ở bên chỗ miền Bắc thì cũng khá là nhiều cái món mà anh em kiểu các vùng miền khác thì không biết ý. Thì mình sẽ tìm hiểu và review cho anh em. Nhưng mà thực sự là phải cần anh em rất là nhiều, cần anh em phải like và chia sẻ giúp mình để có động lực ấy. Chứ thực sự làm cái này mình rất là lười. Nhưng mà vì anh em thì mình sẽ làm hết. Nên là anh em chịu khó like và đăng ký kênh giúp mình nhá. Diệt. Trời ơi, mày nát rồi con ạ. Thanh niên nhìn của bộ mặt tuyệt vọng ấy, nhìn tội ấy. Nhìn cũng tội nhưng mà thôi cũng kệ. Đâu hết này. Anh cái khẩu DE này cũng ngon mà anh em. Ôi con điên này sao mày cào tao làm gì? Một đống thằng mà nó nhảm thẳng mặt mùa mình luôn. Thế mày đi ủi rồi chưa xong. Man. Thề luôn. Sao bọn này nó bất công với mình thế nhỉ? Một lũ mà sao cuối cùng nó bất lao vào người nó giết mình. Chó. Hết tưởng tượng. Khi bọn này nó đông như này. Đây 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 đây. Các anh bình tĩnh cho em thở. Mày đấy, mày, mày đấy, mày. Hai con cửa hó này. Vậy nó tính cả chiến mình. À đây 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 đây. Ui giời. Ui. Ui vai. Nảy vào đầu được 700 máu anh ạ. Nhưng mà đây là lực ATK là mắc rồi. Thế thì thực ra đã chả mạnh lắm. Bắn vào người thì cực yếu luôn. À xui thật chứ. Nó vào chết hết này. Đây đây. Ui một sao này. Nhảy xuống đây. Này thì chạy. Này thì chạy. Ui xem mặt. Vô cùng mấy bốn nút vào đâu ấy. Hello. À đây rồi, đây rồi. Này thì núp. Này thì núp. Ây ui. Má nó hai sao kìa. Chơi chơi nó ván nữa đi nhỉ. Mà ván này phải cố gắng cận chiến nhiều tí xem nào. Cái sao bầu này hay đấy. Để clip sau trong mình sẽ thử cái này này, anh em thích không? Mình sẽ cầm đi cận chiến đấu đơn. Hoặc là đã đào phong được. Bắn có 60 máu vai trưởng. Được rồi, được rồi. Ôi, không chết kìa. Đạch. Mình chưa tính được cái sát thương của này nó có mạnh lắm mà. Bởi vì mình từ đây là mình bắn toàn nháy thôi. Úi xôi ui. Cái gom khẩu M29 nó chậm, nó xả chậm quá nên là chặn dọn khó. Ui này.
Thì đang loay hoay đây này. Để mình chốt thằng này nhá. Chạy đi bạn ơi. Ôi đừng đừng rồi ôi, mình không cào thằng đấy là bị nó ké rồi. Sao ngu vậy? Mà ta tính chôn nó đi. Ngớ ngẩn thật. Được rồi. Giết. Kìa. Ui, vã chết luôn. Ui, ui đi đâu cũng thấy nha bạn. Ui. Còn nát rồi. Má trận này nó còn nát hơn trận trước luôn. Ui, đã tròi à? Ôi. Hay. Ui, mình lên top anh em ơi. Đù. Thật top nó thoát rồi. Đây, cảm ơn anh em đã theo dõi. Anh em xem được quay cho mình cảm nhận về bộ vũ khí này. Thật ra cũng khá là thú vị đúng không? Tuy là không có gì mới lắm. Ok, bye. Chúc em một ngày vui vẻ.